cho các bạn. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, ba thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho AFF Cup sẽ là Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. Thật sự đáng ngạc nhiên khi huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là đã triệu tập thủ môn Nguyễn Văn Hoàng thay vì Nguyễn Tuấn Mạnh, người đã có 2 trận bắt tốt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên trưởng mới. Cần phải biết Nguyễn Văn Hoàng chỉ là thủ môn dự bị của dự bị ở câu lạc bộ Sài Gòn FC và cực kỳ hiếm hoi được vào sân thi đấu. Nếu như ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo chọn hai thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng vì giới hạn độ tuổi là một lý do dễ hiểu, vì việc ông tiếp tục chọn Hoàng cho AFF Cup thật sự rất bất ngờ. Thời gian qua tại Vì Ninh, nếu không kể tới Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Tuấn Mạnh, Việt Nam có không ít thủ môn khác gây ấn tượng, ví dụ như Phan Đình Vũ Hải của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, ở đây có một điểm đáng lưu ý, huấn luyện viên Park Hang-seo chọn Nguyễn Văn Hoàng, đồng nghĩa Bùi Tiến Dũng được đôn lên làm thủ môn thứ hai sau Đặng Văn Lâm, thậm chí có thể được ông Park Hang-seo coi là 50-50 với thủ môn Hải Phòng, tức chính Bùi Tiến Dũng là người đã lấy vị trí thứ hai trong khung gỗ của Tuấn Mạnh. Tại ASEAN 2018, Bùi Tiến Dũng đã thể hiện tốt, có một mạch 5 trận đấu không thủng lưới, là thủ môn sạch lưới lâu nhất của lịch sử ASEAN kể từ khi chuyển sang dành cho đội U23+3 vào năm 2002. Đặt lữ U23 làm trọng tâm phát triển đội tuyển quốc gia, việc thầy Park tin dùng Bùi Tiến Dũng cũng rất dễ hiểu bởi thủ môn Thanh Hóa đã rất quen thuộc với các đội bóng trẻ, phối hợp tốt với những Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Khi có hai thủ môn chắc tay là Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng, thầy Park có thể thoải mái hơn trong việc chọn người thứ ba, và ông đã chọn Nguyễn Văn Hoàng thay vì một thủ môn cứng cáp khác tại Phoenix. Tất nhiên, thông tin về việc thầy Park chọn ba thủ môn Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng vẫn chưa được VFF chốt lại. Mà trong trường hợp thật sự chốt lại với ba cái tên này, cơ hội vẫn còn cho các người gác đèn khác. Quá trình chuẩn bị cho AFF Cup còn rất dài, với nhiều biến động trước mắt, không nói tới các viễn cảnh tiêu cực như chấn thương, phong độ cầu thủ còn có thể lên xuống, thể hiện tốt hoặc không tốt trước mắt huấn luyện viên trưởng, dẫn tới nguy cơ bị thay thế. Bản thân những thủ môn chưa được chọn như Tuấn Mạnh, Vũ Hải cũng còn 2 trận đấu ở Phoenix nữa để thể hiện bản thân, hòng khi cần người thay thế sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo nhớ tới. Chào các bạn, sau gần nửa năm đưa ra phát biểu gây sốc, 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bằng được Thái Lan, Kiatisak đã chính thức xin rút lại lời nói của mình. Tuyên bố xin rút lại lời phát ngôn gây sốc của mình được Kiatisak đưa ra khi nói về AFF Cup 2018 sắp tới. Trước đây, tôi từng nói Việt Nam phải mất khoảng 10 năm nữa mới có thể theo kịp Thái Lan, nhưng bây giờ tôi xin rút lại lời nói đó. Hai nền bóng đá của hai quốc gia giờ đã ngang bằng nhau, 1-9, 1-10. Tôi kỳ vọng sẽ được chứng kiến màn trình diễn của cả hai đội tại AFF Cup 2018 tới đây. Được biết, tuyên bố gây sốc của Kiatisak được đăng tải trên tờ Fofotu phiên bản của Thái Lan tại thời điểm khá nhạy cảm. Đó là sau khi U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết U23 châu Á không lâu, trong khi U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích tồi tệ. Cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan tự tin vào sức mạnh của bóng đá nước nhà. Người Thái đang mơ dự World Cup, nhưng người Việt Nam lại chỉ muốn thắng được người Thái. Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là một đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí là vượt tầm châu Á. Tại thời điểm đó, không ít người hâm mộ Việt Nam cho rằng Kiatisak đã quá ngông cuồng khi khẳng định Việt Nam thua xa Thái Lan, nhưng cũng có nhiều chuyên gia đồng ý với huyền thoại bóng đá của Thái Lan này. Thực tế, không ai có thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam vẫn luôn đứng sau bóng đá của Thái Lan, không chỉ là ở thành tích mà còn cả ở trình độ phát triển, trong khi Thái Lan đã 5 lần lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á, nhận 15 huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games, thì thành tích của bóng đá Việt Nam thế nào, tất cả chúng ta đều đã rõ. Thành công của đội bóng đá trẻ Việt Nam những năm qua ở các lứa U15, U16, U19 và U20 hay mới đây là U23 tuy có trội hơn Thái Lan, nhưng cũng không thể chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến ngang bằng hay vượt được người Thái. Còn về trình độ phát triển, có
có thể khẳng định rằng nền bóng đá xứ Chùa Vàng hơn hẳn Việt Nam. Bóng đá Thái Lan có hướng phát triển bài bản, quy mô, chú trọng đến tính lâu dài và bền vững, đặc biệt là giải vô địch quốc gia Thai League được tổ chức chuyên nghiệp hơn Việt Nam. Giá trị thương hiệu của giải vô địch cũng cao hơn V-League rất nhiều. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bao năm qua chúng ta vẫn ấu trĩ với mục tiêu phải thắng Thái Lan. Làm thế nào để thắng Thái Lan rằng họ là đối thủ số 1 trong khu vực thì người Thái đã vươn xa ra tầm mục tiêu. Họ góp mặt ở cúp bóng đá thế giới từ rất lâu rồi. Do vậy, có thể nói rằng ý kiến của Kia Tỷ Sắc cũng đáng được tiếp nhận. Một ý kiến xuất phát từ thực tế phát triển của hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan cũng như sự quan tâm tới mục tiêu phát triển của hai nền bóng đá. Nếu có tinh thần cầu thị thì ý kiến ấy không phải là không có giá trị tham khảo đối với những người làm bóng đá Việt Nam. Chào các bạn. Sau kỳ nghỉ phép ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho một kế hoạch hội quân cho AFF Cup 2018. Ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán trận đấu giữa Quảng Nam và Quảng Ninh. Ông thầy người Hàn Quốc muốn có thêm nhiều nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và xem màn trình diễn của những trụ cột ở đội tuyển quốc gia như Đinh Thanh Trung, Huy Hùng. Sau trận đấu, ông Park đã chờ khá lâu để xuống sân bắt tay với các học trò như Huy Hùng, Đinh Thanh Trung. Dường như ông Park khá hài lòng với màn trình diễn của bộ đôi tiền vệ Quảng Nam. Có thể nói thầy Park đang tận dụng quỹ thời gian còn lại ở V-League để cố gắng phát hiện thêm nhiều nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Bởi vô địch AFF Cup 2018 được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Đối thủ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam vẫn là Thái Lan, đội bóng được xem là chướng ngại vật lớn nhất cho giấc mơ lần thứ 2 vô địch AFF Cup của Việt Nam hơn hết. Huyền thoại người Thái Kia Tỷ Sắc đã từng tuyên bố khá sốc trên tờ 442 của Thái Lan viết rằng Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ, thế nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là một đội bóng mạnh hơn ở hiện tại, thậm chí đã vươn ra tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới. Đây rõ ràng là gáo nước lạnh của Zico Thái dành cho mục tiêu quan trọng nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đúng hơn, đó được xem là lời mỉa mai của Kia Tỷ Sắc, bởi 10 năm qua thì chúng ta vẫn chưa thể thắng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ngay trên đất Thái. Tuy nhiên ở cấp độ U23 thì chúng ta đã hạ được người Thái hồi cuối năm ngoái. Đây cũng là chiến thắng ngay trên đất Thái. Đó là thời điểm mà Park Hang-seo đã nhận lời của Bầu Đức về dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Với thầy Park, rõ ràng bóng đá Việt Nam đang có sự chuyển mình rất lớn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé trực tiếp dự Asian Cup, liên tiếp lập kỳ tích ở cấp độ U23 với ngôi Á quân U23 châu Á và vòng bán kết ASEAN 18. Tuy nhiên thành công ở U23 Việt Nam cũng khó nói là bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục. Bởi U23 và đội tuyển quốc gia là một sự khác biệt rất lớn từ kinh nghiệm đến đẳng cấp và tư duy chơi bóng. Lúc này đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa được kiểm chứng ở giải đấu cụ thể. Và AFF Cup 2018 sẽ là câu trả lời chính xác cho điều ấy. Có một niềm tin lớn là bóng đá Việt Nam cứ đến chu kỳ 10 năm đều chơi rất hay ở AFF Cup và thắng Thái Lan. Năm 1998 chúng ta đi đến chung kết và thất bại tức tuổi 0-1 ở chung kết trước Singapore. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam đã vô địch khi hạ Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 2 trận đấu ở chung kết. Ngoài ra, tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được thể hiện rất rõ với sự cao tay về chiến thuật, phương án thay người cũng như làm tâm lý cực giỏi cho U23 Việt Nam. Một điều chắc chắn là đội tuyển Việt Nam tập hợp nhiều cầu thủ giỏi nhất của U23 Việt Nam, qua đó có sự gắn kết để phát huy sức mạnh tập thể ở AFF Cup 2018. Bóng đá cần có niềm tin và U23 Việt Nam là minh chứng khi liên tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ trong năm nay. Bây giờ niềm tin tiếp tục được trao cho đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo với sứ mệnh giành chức vô địch AFF Cup 2018, qua đó chứng minh lời nhận xét của Kia Tỷ Sắc là hoàn toàn sai. Chào các bạn,
huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội tháng 8 2018 do Busetic đã đánh giá. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn đầu top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội với hơn 700.000 lượt thảo luận và số bài viết liên quan. Xếp sau là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Trong top 10 Olympic Việt Nam còn có thêm tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu. Như vậy, 6 trên 10 vị trí thuộc về những cầu thủ bóng đá, cụ thể hơn là đội tuyển Olympic Việt Nam. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ Olympic Việt Nam trở thành chủ đề nổi bật và thu hút bàn luận trên mạng xã hội tháng 8 không phải là khó hiểu. Tháng 8 diễn ra ASEAN 2018, nơi Olympic Việt Nam lần đầu tiên giành hạng tư. Trước đó, giải bóng đá tứ hùng Cup Vinaphone diễn ra cũng thu hút nhiều sự chú ý. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Công Phượng vượt mặt một loạt sao tên tuổi đình đám của showbiz Việt như MC Trấn Thành, Danh Hài Hoài Linh, ca sĩ Sơn Tùng MTP và Nu Phước Thịnh. Trong 10 sự kiện nổi bật nhất trên mạng xã hội tháng 8 2018, giải bóng đá tứ hùng Cup Vinaphone cũng xếp thứ 2 chỉ sau Festival Biển Vũng Tàu 2018. Sự kiện này cũng xếp thứ 9 trong 10 chiến dịch nổi bật. Nhờ thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, việc các thành viên Olympic Việt Nam một lần nữa được chú ý cho thấy sự tác động và lan tỏa của bóng đá Việt Nam là lớn nhường nào. Chưa dừng lại ở đó, cuối năm nay, sau khi AFF Cup Suzuki 2018 diễn ra, mọi thứ sẽ có thể một lần nữa được lặp lại. Còn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, cuộc diễu hành cùng U23 Việt Nam hồi đầu năm không chỉ là một cảm giác hạnh phúc mà còn là cái lạnh, sự đau nhức và cơn đói bói bụng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí ở quê nhà Hàn Quốc mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ chỉ ra mặt trái của cuộc diễu hành hoành tráng nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam sau khi cùng U23 Việt Nam trở về trong tư cách là đội Á quân châu Á. Sau khi giúp các học trò trở thành Á quân của giải đấu hồi tháng 1, tôi và đội tuyển được diễu hành trên chiếc xe buýt mùi trần. Thời điểm đó, thú thực là tôi đã cảm thấy rất đói vì phải di chuyển 5 tiếng trên đường, tức là quá lâu so với dự kiến, ông Park Hang-seo đã chia sẻ với tờ Yuan Daily. Chia sẻ như vậy, nhưng chiến lược gia 59 tuổi lại không hề có hàm ý trách móc gì. Ngược lại, ông còn dùng bối cảnh đó để nêu bật lên sự tâm lý của các cổ động viên Việt Nam. Các cổ động viên ở dưới đường nhanh chóng nhận ra điều đó và ngay lập tức gửi cho tôi đủ loại thức ăn lên xe. Nào là thịt gà, bánh hamburger, bia đóng hộp và thậm chí là cả một túi ngô luộc. Tôi đã kiệt sức vì cơ thể chịu lạnh và đau nhức. Nhưng trí óc vô cùng minh mẫn, đó là tình cảm đặc biệt mà tôi được đón nhận từ người dân Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã kể lại như vậy với truyền thông của Hàn Quốc. Sau thành công ở U23 châu Á cùng U23 Việt Nam, như đã biết, huấn luyện viên Park Hang-seo còn giúp đội tuyển Olympic Việt Nam làm nên lịch sử thi và bán kết giải ASEAN 2018 sau đó. Ông Park hiện đang nghỉ phép ở quê nhà trước khi trở lại Việt Nam đầu tháng 10 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất của năm của bóng đá Việt Nam là AFF Cup 2018.